Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, 034 830 843. Rồi, theo dõi kênh nhớ bấm vô đăng ký để được nhận mấy cái thông báo video mới. Rồi, hôm nay giới thiệu mấy cái món mấy cái máy và mấy cái máy máy đục nè mọi người. Máy đục với lại có con máy mài khuôn. Bốn cái máy đục ha, máy đục mỹ nghệ dạng mini á. Đục mấy cái tượng nhỏ 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 mọi người, làm đồ nhẹ đó, chung là đục đồ nhẹ, đồ mini, đồ nhỏ. Có con vỏ bằng nhôm này là nó đục mạnh nhất nè, xong rồi tới con này đục rồi con này là yếu nhất ha. Công suất nó nhỏ nhất nè, hai con này, tới con này lớn nhất. Rồi, với về được cái máy massage rất là đẹp. Đây, máy massage của Nhật. Massage điện 100V ha. Rồi, nhìn cái bao nó còn nguyên luôn mọi người. Cái bao da nè. Cái gói còn nguyên, hai chế độ. Rồi, hôm nay là cái video nó có mã số là 168 nha mọi người. Mọi người mua hàng thì nhắn mã số với lại báo cho em mã số với mã số của sản phẩm ha. Rồi, giới thiệu đầu tiên là cây đục cây máy đục này, cái lưỡi nó đi kèm luôn nha mọi người. Nói chung cái máy nào có lưỡi thì nó dính lưỡi luôn ha, còn không có thì không có nha mọi người. Bên em không có bán cái lưỡi này nha. Rồi đây, con máy này thân nhôm, vỏ nhôm. Nó là xài điện 100V công suất nè. Công suất của máy này là 80W nè. 100V 80W. Vỏ nhôm, motor nó rất là lớn. Đây cái đường kính cái thân máy nó to, khá là to hơn so với mấy cái dòng máy khác. Đây, motor nó dài, nó to ha. Rồi, tất cả máy sống đều sống chạy ok nha mọi người. Này thử điện, điện 100V nha. Đó. Khi bật công tắc thì nó chạy điện, nó sẽ cái lưỡi nó chưa hoạt động ha. Cái dạng đục này nó vậy á. Mình kê vô cái gỗ thì nó mới bắt đầu nó đục đó. Đó nó đục mà nó rung rung rung. Nhấn mạnh thì nó sẽ đục mạnh đó, vậy thôi. Kích thước máy, cái lưỡi hiện tại nó là khoảng 7 mm ha, lưỡi thẳng 7 mm đó. Rồi cái máy số 1 có mã là 800, giá là 850.000, mã số 1 nha. Rồi tiếp theo cũng là một con đục mỹ nghệ. Đục này thương hiệu là Ryobi nha, Ryobi của Nhật. Điện 100V luôn nha. Đây là cái đồ kẹp lưỡi nè. Con này không có lưỡi đi kèm. Đó, lưỡi nó có cái khe mọi người. Mọi người cắt, có thể chế cái lưỡi ha, mình cắt vừa ở này mình nhét vô cái chốt cái này lại là nó chặt ha, xiên này lại nó sẽ ngậm chặt lại đó, xiết nó sẽ ngậm xuống.
Rồi, cũng là điện 100V nha. Rồi thử điện. Công suất con này thì nó nhỏ hơn con nhôm nãy nha. Cái này nó mắc tem rồi. Mà hơn hơn cái con này công suất nó tầm 50W mọi người. Một điện 100V 50W. Rồi mã là số 2 nha. 700 ngàn. Tiếp theo số 3 là cái con máy mài khuôn. Máy này mài khuôn nha. Đây thông số này. Điện nó là 100V luôn, công suất 35W. Nhật sản xuất. Vòng tua từ 8.000 đến 18.000 vòng. Điều chỉnh đa tốc độ nha. Đây là tốc độ nhỏ nhất nè. Máy rất là nhỏ gọn nha. Đó. Rồi cái lưỡi này, cái đầu mũi này nó đang kẹp là 2 mm nha mọi người. Đầu này kẹp mũi 2 mm. Đây. Cốt nó là 2 mm nha. Kích thước. Rồi con mài khuôn Rosson. Thương hiệu này của Đức ha. Cái này nó sản xuất tại Nhật. Có mã là số 3, giá 600 ngàn. Rồi số 4 là cũng là một con đục mỹ nghệ mini của Rosson luôn. Đây, hai con này giống như nhau. Đây công suất nó là 25W ha. Con này cũng điện 100V mọi người. Thương hiệu Rosson của Đức. Công suất là 25W. Công suất này nhỏ. Nhỏ hơn cái con kia nhiều. Để chiên làm mấy đồ siêu nhỏ nha. Đó, nó rung rất là nhỏ luôn á. Nó tạo ra đủ mới nhỏ nè. Rồi con này có kèm cái mũi mọi người. Nè, nó có cái lưỡi. Cái lưỡi đục ha. Lưỡi đục này nó dạng như nó khoét. Khoét cái rẫn. Rồi kích thước máy nhỏ gọn. Rồi mã là số 4 nha. Giá 550 nha. Rồi số 5 cũng là con máy tương tự con đó. Cũng điện 100V của Rosson. Thương hiệu này của Đức. Rồi. Công suất là 25W. Con này không có kèm cái mũi. À, cái mũi mà nó gãy rồi mọi người. Nó còn cái chân đây nè. Chưa có tháo ra luôn. Rồi là cái này lấy cái kìm mở cái nó ra ha. Rồi mở ra nè. Cái này nó còn cái chân đây nè.
Đây cái chân đó nè, cái chân của cái lưỡi đục khởi nó ra mà đó. Chân gãy trong lòng mũi này chế mọi người tạo cái đường, tạo cái cắt cho vừa lọt cái rãnh này giờ vô ha, cái lưỡi đục á lọt cái rãnh vô nhét vừa này là mình siết lại là nó sẽ chặt ha, rất là dễ đó. Đa số lưỡi mình chế thì nó phù hợp hơn với công việc của mình. Công suất là 25W, công suất cũng rất nhỏ. Rồi mã là số 5, 500 ngàn. Rồi tiếp theo về được cái bộ cái cọng dây găng đồ, mà chung găng đồ nhưng mà nó loại nó size lớn này, khá lớn luôn. Nguyên cuộn này đo ra được 7 mét rưỡi nha, đúng 7 mét rưỡi đây, nó mai rất là chắc chắn, mai lại nè, mai lại có cái móc cho mình móc khá là to nha. Đó gọi xe to mọi người, nó để trên thông số trên cái nhãn này nè, là 2.000 kg nha. Đây nè, nó để 2.000 kg luôn, nó chịu tải, mình nghĩ gì vậy, nó để là 2.000 kg rồi, với lại mấy cái chữ chữ Nhật không không biết đọc. Dây này thì có sử dụng rồi ha, chung nó cũ rồi mà nó còn nguyên rất là tốt, còn nguyên không có bị đứt hay rách gì hơn. Rồi chiều dài nó là 7 mét rưỡi nha, cho nên cho mọi người nào mà cần xài ha, ví dụ mình cột đồ cẩu đồ treo đồ này kia, khiêng vác đồ đi, cần cái dây này để mình gàn nó lại rồi mình phát. Rồi mã là số 6 nha, 500 ngàn. Mình đo cái bảng dây cho mọi người 5, 5 phân nha, này cái bảng nó rộng 5 phân. Rồi mềm, nó dễ sử dụng, chịu được lực cao nhưng mà nó mềm ha, dễ sử dụng. Rồi cuối cùng là cái máy massage nha. Này nguyên máy luôn, nguyên đủ tay cầm hết, bốn cái tay cầm mọi người đó, để thế mình cầm mình sử dụng nó dễ. Đây on off, đây là low hai này, là nó mạnh nhẹ đó mọi người. Nó xài điện 100W nha, công suất là 41 đến 46W. Em vô điện thử. Đó, rung mà. Đây là công suất nhỏ mọi người. Nó chạy rất là êm nha. Đó, nó rung.
rung đó, nó rung tay mọi người, rung cái tê luôn, nhanh nè. Rất là êm nha, muốn rung rất mạnh luôn nha, nè nó rung rất mạnh mà nghe rất là êm nha. Đó nó rung. Bên ngoài nhìn thì thấy nó rõ ràng là nó rung thôi, quay lên nó rất là khó thấy luôn, mà nó rung quay rất là khó thấy luôn, không thấy được. Đây nó đang rung nè. Nó là thấy nó rung. Rồi, máy massage có mã là số 7 nha, giá 700 ngàn. Em đo kích thước cái gối nó là 23 cm nha, 23 nhân cho 10 nhưng khoảng 4 phần rưỡi. Rồi, món cuối cùng rồi, kết thúc video ở đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ. Hẹn gặp lại video tiếp theo.